vâng, đến thăm đi. Chị ơi, chụp lại một chút. Chị nào đang bận, chị gọi lại sao? Ok. Đến rất là đông và đã cảm giác như là mình hôm nay chơi như là một người Đức và một người sinh ra ở Bắc Ninh, với cái tình cảm của khán giả của Đức. Đặc biệt hơn là ngày hôm nay thì rất là cảm động. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được đến ở nước ngoài và lại cảm thấy rất là cái tình cảm của người Việt Nam, rất là nhiều khán giả Việt Nam đến ngày hôm nay. Thì có lẽ là chưa bao giờ tôi đi đến ở nước ngoài mà lại có được cái khán giả và cảm thấy nó gần với cái cảm giác như là tôi đang chơi ở Việt Nam. Và cái mong muốn là làm sao đấy để đất nước Đức biết nhiều hơn về cái nền văn hóa của Việt Nam. Thì là ở Việt Nam tôi nghĩ ra là có rất là nhiều những tài năng, có rất nhiều những cái sinh, những cái bạn mà có khả năng là có thể học tập tốt tại Đức. Tôi nghĩ là nếu như ở Việt Nam mà có một cái cơ hội mà để tiếp cận với cái âm nhạc Việt Nam, tương lai gần thì sẽ có những học sinh, những cái bài hát trẻ có thể tiếp bước, có thể làm cái bài hát. Em không biết là cái cơ may nào mà đến nhạc được như thế này. Thực ra cái này là cả một quá trình rất là lâu, nó diễn ra từ cách đây 3 năm. Cái lần mà nghệ sĩ chưa là Việt Nam, mình phải kể Việt Nam với cả ông chủ video Shomada. Thì đợt ấy thì tôi có gặp ông Shomada và diễn cho ông xem. Sau đó thì trong cái năm đó tôi có mời ông Shomada cùng với tôi ở Việt Nam với rất nhiều giao tưởng ở Munich. Và cái lần cộng tác nữa là năm 2012 thì ở Việt Nam với sự tài trợ của công ty Movie Phone thì tôi đã tổ chức chương trình mời cả cái điện sử monitor của hơn 60 ngàn người Việt của Việt Nam. Từ đó bắt đầu mới có những cái giao lưu và có lẽ là nó xuất phát từ 3 năm trước. Và ngày hôm nay là ngày mà tôi kết quả là cái giao lưu xuất phát từ 3 năm trước. Sai nhà, sai nhà từ nước ngoài. Lần này so với lần trước có gì khác cảm nhận của anh? Thực ra tôi nghĩ là tôi rất là may mắn bởi vì là ở nhà thì là có gia đình, còn ở đây thì có cả đồng nghiệp. Thì khi mà ở xa nhà thì tất nhiên là tôi thấy ở đây là một người mà những người làm nhạc thì tôi rất xa rất rộng mở, rất chia sẻ nhau. Cô đơn hay lạnh lẽo gì lắm, tuy là Đức rất là lạnh trong thời gian này. There was a great violinist and conductor, and this book was given to David, my son, his violinist, and with a all famous violinists, and this was Peter David has played some I played some studies from Soria. Etude artistique, Opus 38. And I played the last, and I prepared all 12 to play. And you know the Soria dancer, and they were good friends, Soria and Zala. And Zala also played two scriptures. If you choose, you can. How long are you staying? I stay here until the middle of the week. Okay, around Thursday or Friday. Today, maybe it takes 5 minutes. Yeah. I have a little piece for you. Yeah. Okay. It's a capriccio. Capriccio. Capriccio of Richard Sauer. Okay. Definitely, it's a kind of Yeah. Okay. If you're interested. Okay.